Tập 7. Cục trưởng Đinh, anh nghĩ sao về chuyện Kiều Tuệ Quyên đến báo án? Đâu phải là anh không biết. Trước khi quấy tới, chúng ta đã sắp xếp xong. Dù Kiều Tuệ Quyên không tới báo án, chúng ta cũng sẽ tiến hành hành động. Khẩu súng trong tay của Dạng Toàn rất có thể là của Trúc Xuân Minh. Như vậy hung thủ giết hại Dạng Phúc và Quảng Tiểu Mỹ rất có thể cũng là hắn. Càng quan trọng hơn, tại hiện trường đoán Cao Mãnh bị sát hại cũng tìm thấy được chứng cứ chứng minh hắn có liên quan trực tiếp. Cao Mãnh bị giết, tôi cho rằng hung thủ cũng là hắn. Ở thành phố Giang Xuyên chúng ta, kể từ sau khi Tiếu Lão Nhị mới lại xuất hiện một kẻ đáng nghi như vậy, nhất định phải bắt được mà phải bắt sống. Tiểu lão đại, cậu tới rồi. Tôi tới lâu rồi. Chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn đi, đừng có phí lời. Tôi có việc cần anh giúp đỡ. Cần tôi giúp sao? Cậu cũng phải nhờ giả à? Được, coi như tôi nhờ anh. Trước kia trong chuyện làm ăn, chúng ta khó tránh khỏi va chạm. Hiện tại tôi gặp khó khăn, hy vọng là anh có thể giúp tôi lần này. Bình thường cậu mánh khóe thông thiên mà. Đúng vậy, nhưng tôi đang bị cảnh sát truy lùng, không ra ngoài được. Có phải là vì chuyện cướp súng kia không? Đúng vậy. Còn chuyện thay anh giết tổ trưởng tổ trọng án nữa. Cậu có nhầm không vậy? Chuyện như vậy tôi để cậu làm sao? Số tiền này là của anh, hy vọng anh giúp được người anh em này tìm được đường sống. Anh hai, không được lấy tiền này. Chương Kiến, mày là cái thá gì hả? Tới lượt mày nói chuyện sao? Tôn trọng một chút đi. Dạng Toàn, có ai cầu cạnh với cậu không? Ngân hàng chỉ rút được chừng này thôi. Sau khi xong việc, phần còn lại tôi trả gấp đôi. Sau này, còn có sau này hay không thì chưa biết được. Phim được dịch và lồng tiếng. Anh hai, anh ba vừa ra đi, cảnh sát đang theo dõi chúng ta rất chặt. Nhất là Đinh Lạc Sơn, hẹn anh ta hai lần đều không tới, có vẻ đã nảy sinh cảnh giác với anh rồi. Hơn nữa, Dạng Toàn chính là tội phạm truy nã, muốn bỏ trốn thì không đơn giản vậy đâu. Chương Kiến, mày là cái thứ trông ơn phụ nghĩa. Mày đừng quên lúc trước khi còn non nớt, không có tao dẫn dắt, mày đã xanh cỏ từ lâu rồi biết không? Ai cũng có chủ riêng, tôi không thể vì con chó sắp chết mà làm hại anh hai. Mày dám? Được rồi, được rồi. Dạng Toàn à, Tiếu lão đại này hành xử như vậy đó, không có tiền chắc chắn sẽ không làm. Nhưng không phải cứ bỏ tiền
thì chuyện gì tôi cũng có thể làm. Người anh em, không phải tôi không giúp cậu, tình thế bây giờ tôi cũng khó mà giữ được mình. Được, mọi người đều lăn lộn trong giới, trắc trắc trở trở, tam tai bát nạn là chuyện khó tránh. Nhưng mà đừng có quên, tuy là công an bắt tôi, nhưng Giang Xuyên cũng không phải là thiên hạ của anh. Hơn nữa, Angel đã tới đây, nói không chừng sẽ có ngày anh phải nhờ tới tôi. Angel, cậu đừng lấy Angel ra đe dọa tôi. Cô ta tới Giang Xuyên liên quan gì tới tôi chứ? Được, tôi chỉ nói vậy thôi. Đừng giở trò này nữa. Anh tự mình lo liệu đi. Sau này còn gặp lại. Khoan đã. Cậu hãy giữ lại số tiền này đi. Mọi người lăn lộn trong giới không dễ dàng gì. Ngày hôm nay tôi sẽ cố hết sức. Sống hay chết phải xem phúc phần của cậu. Chuyện ngày hôm nay coi như là chưa từng xảy ra. Tôi cũng chưa từng gặp cậu. Sếp Lãnh, sao cô lại đến đây? Tình hình sao rồi? Tuyến cao tốc này vừa mới mở, rất ít xe, không có vấn đề gì. Vậy càng phải chú ý hơn, ngăn ngừa họ lợi dụng sơ hở. Rõ, bên này bố trí xong rồi. Không phải đã nói rồi sao? Không có việc gì đừng gọi điện thoại cho tôi mà. Chào anh. Chào anh. Tôi bên cảnh sát Giang Bắc, tới Đông Xuyên để chứng cứ. Cảnh sát Giang Bắc sao? Phải. Anh đi mau đi. Được rồi. Có chuyện gì bây giờ cũng không nói được đâu. Tôi đang bận làm việc. Sếp Lãnh, chiếc xe vừa rồi là sao? Là cảnh sát Giang Bắc, đó là tới Đồng Xuyên lấy chứng cứ. Lấy chứng cứ à? Đúng vậy. Trên xe họ có mấy người? Chỉ có một người thôi. Phương Minh, có, đi, đuổi theo. Sếp Trương, lối vào cao tốc Thành Đông phát hiện chiếc xe khả nghi, xin lập tức phái người tiếp diện. Tôi đang đuổi theo hướng đó. Biết rồi.
nổ súng cảnh báo. Bắn vào bình xăng. Lập tức xuống xe. Đứng yên. Phim được dịch và lồng tiếng. Giơ tay lên. Bắn đi. Bắn đi. Bắn đi còn lập công. Nào. Bắn đi. Không bắn phải không? Lùi lại đi. Lùi lại. Không nổ súng thì thả tao ra. Cho tao chiếc xe. Nhanh lên. Đòi xe phải không? Phải. Xe này được không? Anh qua đây đi. Các người đừng qua đây. Chúng ta qua đó. Nhanh lên. Đưa chắn đi. Kêu họ qua đi. Mau lên. Nhanh đi. Thả tao ra. Mau thả tao ra. Thả ra. Sếp lãnh, làm rất tốt, rất đẹp mắt. Tôi là tomboy, đẹp mắt gì đâu. Cũng chỉ là kiếm cơm ở tổ trồng án các anh thôi mà. Vậy đi, tối nay tôi mời sếp lãnh ăn cơm. Mời tôi à? Sao? Tôi không đi. Tại sao chứ? Sợ bị đá. Sếp Trương, sếp lãnh. Súng của Trạng Toàn. Tôi đi qua đó. Nè, dẫn lên xe. Đúng là khẩu súng của Trúc Xuân Minh. Cục trưởng Đinh, tôi Trương Song Thành đây. Đã bắt Giang Toàn. Tốt. Tôi lập tức báo cáo với Phó Thị trưởng Châu. Cái gì? Bắt được Giang Toàn rồi. Tốt. Cũng tìm được khẩu súng luôn à? Tốt quá rồi. Tôi sẽ xin sở và thành ủy ghi công cho canh. Phó Thị trưởng Châu, họ đang dẫn nghi phạm vừa bắt được đi tới cục. Anh còn chỉ thị gì không? Vụ án này đã sắp tìm ra chân tướng. Anh lập tức tranh thủ thời gian thẩm vấn bất ngờ Giang Toàn. Ngoài ra, mở một cuộc họp báo, thông báo với bên truyền thông. Anh Đinh à, có nghe tôi nói gì hay không vậy? Nếu báo chí truyền thông tới phỏng vấn, chúng ta có thể cho họ một chút thông tin.
Họp báo thì tôi thấy không cần thiết đâu. Tại sao chứ? Có phấn tại sao không thoa lên mặt? Không những mở họp báo mà còn phải làm cho thật là linh đình. Tôi sẽ xử lý bên thành phố. Quyết định vậy đi. Dạng Toàn bị bắt rồi. Cái thằng nhóc này không chết. Mạng lớn. Cậu ta chạy từ hướng nào? Lối vào thành Bắc. Chúng ta cung cấp xe và trang phục của cảnh sát. Liệu anh ta có? Theo lý thì sẽ không. Thằng nhóc này rất kín miệng. Cậu mau chóng đi chuẩn bị. Dạ. Tại sao lại muốn giết Giang Phúc và Quảng Tiểu Mỹ? Tôi biết cô. Cô bên đội phòng chống ma túy. Sao lại điều sang tổ trọng án rồi? Dạng Toàn, đừng tưởng mình hành động rất thông minh. Toàn bộ chứng cứ để lại ở hiện trường chúng tôi tìm được hết rồi. Biết sao tôi nói toàn bộ hay không? Anh lấy khẩu súng đó từ đâu? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi là một công dân tuân theo pháp luật. Dạng Toàn, anh đừng giả ngốc. Từ lâu chúng tôi đã để mắt tới anh rồi. Tôi nói rõ, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Tôi muốn gặp luật sư của tôi. Vậy anh cứ chống đối tiếp đi. Tôi nói rõ cho anh biết, bây giờ với chứng cứ trong tay của chúng tôi, dù anh không nói câu nào cũng không thoát được hình phạt của pháp luật. Anh và Giang Phúc làm ăn rất phát đạt. Anh dựa vào đâu để phát tài? Nói mau. Cô muốn tôi thừa nhận chuyện buôn bán ma túy? Tôi tham gia buôn ma túy mới nhiều tiền như vậy phải không? Đúng chứ? Cô sai rồi. Tôi không làm gì hết. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4. Vừa rồi Phó Thị trưởng Châu gọi điện thoại tới, thúc giục chuyện mở họp báo công bố tin tức. Họp báo cái gì? Làm bậy bạ. Chuyện này không liên quan tới anh. Để tôi nói với Phó Thị trưởng Châu. Còn chuyện gì nữa à? Sếp Đinh, anh định nói sao với Phó Thị trưởng Châu? Đương nhiên, chuyện của lãnh đạo các anh tôi không nên hỏi nhiều. Nhưng mà trong điện thoại Phó Thị trưởng Châu nói rất chắc chắn, thậm chí còn hỏi họp báo tổ chức ở đâu, quy mô lớn cỡ nào, mời người nào tham gia, bên truyền thông nào sẽ tới. Có vẻ như lần này, theo ý của anh, cuộc họp báo này nhất định phải tổ chức rồi. Tổ chức hay không là do lãnh đạo các anh tự quyết định. Tôi chỉ đang nghĩ, đừng vì cuộc họp báo ảnh hưởng các mối quan hệ giữa anh và Phó Thị trưởng Châu. Hơn nữa, tôi vừa nghe điện thoại của Phó Thị trưởng Châu xong. Nếu như anh ngay lúc này, được rồi, tôi hiểu ý của anh rồi. Tôi biết nên nói sao với Phó Thị trưởng Châu.
Châu Nam Trúc nghe đây. À, anh Đinh hả? Chuyện mở họp báo chuẩn bị đến đâu rồi? Chuyện này có phải quá gấp không? Phải. Súng thì tìm được rồi, nhưng mà khẩu cung của nghi phạm vẫn chưa lấy được, cho nên vẫn chưa thể mở cuộc họp báo. Tranh thủ thời gian đi. Cảnh sát thành phố Giang Xuyên đang cần sự kích thích. Tài liệu bên sở cũng tranh thủ gửi đi, không thể kéo dài được. Theo ý của tôi thì đừng mở cuộc họp báo sẽ tốt hơn. Sao anh luôn không theo kịp tư duy của tôi vậy hả? Chuyện này đã quyết rồi, chuẩn bị đi. Báo cáo, vào đi. Ngồi xuống. Không phải gặp xui rồi sao? Sao hả? Tôi đã vào đây rồi, sao anh còn chưa ra? Cảnh sát chút y mà không. Bây giờ anh giống tôi rồi, không gọi như vậy được. Bây giờ anh phải cảm ơn tôi. Uổng cho anh là đàn ông. Nhìn thấy vợ của mình đang quan hệ với người đàn ông khác trên xe mà vẫn không ra tay. Anh có còn là đàn ông không? Đúng là một tên ngu ngốc. Khốn kiếp, tao đánh chết mày. Tao đánh chết mày. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nè, mau dừng tay lại đi. Tao đánh chết mày. Tao đánh chết mày. Mau dừng tay lại đi. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, tránh ra đi. Tao đánh chết mày. Đánh chết mày. Nè, cảnh sát, cảnh sát. Đánh nhau rồi, cảnh sát à. Dừng tay lại đi, có chuyện gì vậy, hả? Cảnh sát à. Anh ta đánh tôi, anh nhìn thấy chưa? Anh làm chứng cho tôi đi, hả? Giang Toàn và Chúc Xuân Minh đánh nhau. Không phải, tôi không đánh anh ta đánh tôi. Có thấy mũi tôi chảy máu hay không? Anh cũng không tốt lành gì. Được rồi, tôi muốn đổi phòng. Tôi không muốn ở phòng này nữa. Cho số 59 lên lầu 2 đi. Được rồi, ra ngoài đi. Chúc Xuân Minh, nếu không có tao, anh hai tao với vợ mày đã sinh con luôn rồi. Mày không phải đàn ông, tao giết chết mày. Nè, làm gì vậy? Nè, đi chào đi. Chúc Xuân Minh, mọi chuyện đã rõ sao còn kích động vậy? Mọi chuyện đã rõ. Nếu như mọi chuyện đã rõ, tôi chết cũng đáng. Nói bậy, không lo cho ba của anh sao? Ngày nào mấy cũng đứng ở cửa để anh về đó. Ông ấy đang ở nhà khách, không chịu về nhà. Giang Toàn là ai chứ? Anh ta chỉ mong anh chết. Sao anh lại chống với anh ta hả? Nếu không có sếp Đinh giúp đỡ anh phản kháng, còn chưa biết anh sẽ ở đây tới năm nào. Có chuyện gì sao? Sếp Đinh, lần này tôi đến đây muốn nói với anh chuyện lần trước tôi và đại diện uống rượu khi đang làm nhiệm vụ. Tôi vẫn nên nói sự thật với anh. Sự thật à? Được rồi. Sự thật là gì vậy? Sếp Đinh à, tôi vốn không muốn nói, nhưng mà tôi cũng không muốn cởi bộ đồ này ra. Làm cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của tôi. Ước mơ này khó khăn lắm mới thực hiện được. Tôi không muốn từ bỏ như vậy.
Tôi không thể. Không thể cái gì? Ngày hôm đó, uống rượu là ý của đại dĩ. Tôi biết nói sau lưng đại dĩ là không đúng, nhưng mà tôi cũng hết cách rồi. Tôi không muốn phải cởi bỏ áo cảnh sát, bị sa thải. Tôi xin lỗi. Phó thị trưởng Châu, tôi là Trình Chi Quy của Trang Làng Sống, có mấy câu hỏi muốn hỏi ông. Trong vụ án này đã tìm thấy súng rồi, hung thủ cũng đã bắt được rồi, vậy thì có phải là những phán quyết liên quan tới Trúc Xuân Minh có gì sai sót không? Phải thừa nhận trong lúc xử lý vụ án của Trúc Xuân Minh đã có sai sót. Vậy cho hỏi là sai về mặt pháp luật hay là về mặt làm việc? Phim được dịch và lồng tiếng. Hai vấn đề này không thể phân rõ được. Nhưng mà chúng tôi đã phát hiện ra vấn đề, đã lập tức sửa chữa rồi. Xin hãy tin tưởng hệ thống pháp luật Giang Xuyên. Chúng tôi dám đối mặt với vấn đề và giải quyết nó. Xin hỏi thêm một câu nữa, nếu như chàng Toàn không bị bắt, vậy thì Trúc Xuân Minh có phải sẽ bị kết án tù chung thân hay không? Các phóng viên truyền thông, cứ để tôi nói vài lời. Về vụ án của Trúc Xuân Minh, trước khi Giàng Toàn bị bắt, chúng tôi đã điều tra lại. Cho dù Giàng Toàn không bị bắt, chúng tôi cũng sẽ có biện pháp tương ứng. Nếu như chúng tôi đã nhận định Trúc Xuân Minh không giết người, vấn đề của anh ấy sẽ được giải quyết theo luật. Cục trưởng Đinh, ý của ông chính là thừa nhận từ quá trình giải quyết vụ án đến phán quyết cuối cùng, vụ án của Trúc Xuân Minh có phải là án quan không? Phải, là án quan. Trúc Xuân Minh không phải là hung thủ giết người. Chuyện này đã được thực tế chứng minh. Vậy các ông có muốn sửa đổi như thế nào không? Chúng tôi đề nghị Viện Kiểm soát, Tòa án hủy bỏ bản án gốc của Trúc Xuân Minh. Vậy con của tôi khi nào được thả ra vậy? Khi nào thì tôi đi đón nó được đây? Tội danh giết người của Trúc Xuân Minh đã được rửa sạch, nhưng mà anh ta vẫn còn lỗi lầm nghiêm trọng, vi phạm luật hình sự. Cục trưởng Đinh, xin hỏi Trúc Xuân Minh vi phạm điều luật nào? Trúc Xuân Minh vi phạm quy định sử dụng súng, tự ý mang súng đạn về nhà, nhiều lần có ý định giết người, cuối cùng làm cho phần tử phạm tội cướp được súng của anh ta, liên tiếp giết hai người gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tội không làm tròn nhiệm vụ, trên pháp luật viết rất rõ ràng. Vậy xin hỏi cục trưởng Đinh, phán Trúc Xuân Minh thành tội phạm giết người rồi phán án tử hình treo, căn cứ theo hệ thống pháp luật thì nên chịu trách nhiệm gì? Là vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi không trốn tránh, cơ quan công an chúng tôi sẽ tự phê bình kỹ. Còn về trách nhiệm, nên thả người thì thả người, nên bồi thường sẽ bồi thường, nên xin lỗi sẽ xin lỗi, hơn nữa còn là công khai xin lỗi. Hôm nay phía chúng ta chủ yếu bàn về xử lý chuyện của La Đại Dĩ và Triệu Chí Cương. Mọi người thảo luận đi. Mọi người đừng ủ dột như vậy nữa. Chuyện này không nghiêm trọng như tưởng tượng đâu. Phải không sếp Trương? Chuyện này không thể hỏi tôi. Nghiêm trọng hay không, phải hỏi sếp Đinh. Sao anh lại như vậy nữa? Sếp Lãnh, sếp Trương,
Tôi biết tôi không thể tiếp tục mặc bộ đồ cảnh sát được nữa. Sếp Trương nói phải, tôi đã không còn tư cách làm một cảnh sát. Tôi biết làm người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Chuyện này tôi phải chịu trách nhiệm. Làm mất uy tín của tổ, tôi rất xin lỗi. Xin lỗi mọi người. Sếp Lãnh, lần trước vì bắn chết Tiếu lão nhị, bọn họ đã xuống tay với sếp Cao. Cho nên là tôi hy vọng sau này cô phải cẩn thận, chú ý bảo vệ bản thân. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đừng cố gây sức ép đối với sếp Trương nữa. Thật ra thì sếp Trương luôn quan tâm tới cô, chỉ là cách thể hiện không đúng thôi. Đại dĩ, anh vừa nói gì vậy? Sếp Trương à, để tôi nói hết cái đã. Tôi phạm sai lầm thì nên chịu trừng phạt. Cho dù có sa thải tôi, tôi cũng không oán trách gì. Phương Minh, cậu còn trẻ, sau này nhất định phải chú ý, đừng phạm sai lầm giống như tôi. Chí Cương, ngẩng đầu lên nào. Làm việc với Chí Cương, tôi thật sự rất thoải mái. Cảm ơn cậu, vẫn luôn xem tôi là sư phụ, xem tôi là anh trai. Phương Minh, người ta mới tới. Tôi nói cho cậu biết, sau này đừng bắt nạt người ta đó. Còn nữa, đó chính là làm việc chung với mọi người. Tôi thật sự rất vui. Tôi nói thật đó. Làm sao vậy? Sao tôi càng nghe càng không đúng vậy hả? Sao nói như thế tiệc chia tay vậy? Đừng như vậy mà. Chuyện này không lớn tới vậy đâu. Mọi người bắt đầu biểu quyết. Đồng ý xử phạt La đại chỉ mời giơ tay. Chỉ có 3 phiếu, không đủ một nữa. Phó Cục trưởng Lưu, ý của anh thế nào? Sếp Đinh, anh có biết thành tích thi của La đại chỉ không? Biết chứ. Vậy thì đã sao? Người dám vi phạm cả lệnh cấm của cảnh sát, dù cho bản lĩnh có lớn đến đâu, cũng không thể ở lại đội ngũ cảnh sát. Đúng là anh ta đã phạm lỗi, tôi cũng đã điều tra. Chỉ là sếp Đinh à, tôi hy vọng chúng ta cho anh ta một cơ hội sửa sai, cho anh ta cơ hội được khóc,
Báo cáo. Vào đi. Sếp Đinh. Sếp Đinh, tôi và sếp Trương đến đây vì muốn nói giúp vài lời cho hai người La đại chỉ. Anh mới đến, có thể có nhiều chuyện vẫn chưa biết. Đại chỉ và Chí Cương làm việc rất tốt, vô cùng xuất sắc. Cho dù đoán khó đến mấy, hai người họ chưa từng oán than câu nào. Họ là hai trong số những thám tử giỏi hiếm hoi trong cục. Lần này cũng là phạm lỗi nhỏ. Hân Đĩa đã bắt được Dạng Toàn về rồi. Sếp Đinh, tổ trọng án của chúng ta không thể thiếu hai người đó được. Lãnh Hà Nam, đội phòng chống ma túy thiếu cô thì giải tán sao? Phải dừng công việc à? Cục cảnh sát Giang Xuyên, nếu không có cục trưởng như tôi, cũng vẫn phải hoạt động. Cô nói bọn họ chỉ phạm một lỗi nhỏ. Không phải, họ đã bỏ lệnh cấm của Bộ Công an ra ngoài tai. Nếu như Dạng Toàn thật sự trốn thoát, ai có thể nói rõ Chúc Xuân Binh phải ngồi tù đến bao giờ, phải gánh bao nhiêu tội? Nói tôi nghe thử xem. Còn nói phải cho anh ta cơ hội được khóc. Không cho. Nếu cho anh ta cơ hội được khóc, vậy thì không khác nào tước đi quyền được cười của người khác. Sếp Đinh, anh làm như vậy sẽ có người nói anh lợi dụng chức vụ mà trả đũa. Không sợ. Nếu tôi muốn trả đũa, trước tiên nên trả đũa cậu mới phải. Đáng tiếc cậu không bị tôi nắm cán. Một người cảnh sát, trước ngực anh ta nên viết từ dũng cảm, sau lưng viết từ trung thành. Giữa trung thành và dũng cảm nó chứa đựng sự tín nhiệm của người dân. Nếu người cảnh sát không có được ba điều này, vậy thì anh ta còn tư cách gì mặc trang phục cảnh sát? Mời hai người đi ra ngoài. Bây giờ bắt đầu biểu quyết lại. Thông qua. Đồng chí Lưu Dũng, tôi còn chưa nói xong. Một số đồng chí có lẽ cho rằng tôi quá độc đoán, không có tình cảm. Nhưng mà trên thực tế, về chuyện sai phạm của La Đại Chỉ, hoàn toàn có thể không cần mở cuộc họp này, trực tiếp theo điều lệ quy định của Bộ Công an mà xử lý, không phải hay sao? Tôi hy vọng cán bộ đảng ủy chúng ta phải công chính liên minh, đừng có dùng tình cảm thay cho chính sách, thay cho quy định, quy chế. Đồng chí trẻ tuổi có vấn đề đều đứng ra bày tỏ đồng cảm, tiếc nuối, cho thêm cơ hội. Nếu các anh còn bảo vệ La Đại Chỉ, vậy thường ngày mấy anh làm gì? Chỉ vì nghiệp vụ tốt sẽ thương yêu hết mực, ai khuyến khích xu hướng này chứ? Là một người vốn có thể trở thành cảnh sát xuất sắc, đi đến bước đường của ngày hôm nay. Tan họp.